cây giống ở Đài Loan tại cửa hàng Thế Giới Cây Giống. Ở Đài Loan là giống ngoài được trồng ở Việt Nam từ khoảng mấy năm trước, đầu tiên ở Bến Cát, Bình Dương, và sau đó thì nhân giống được trồng được nhiều vùng trên cả nước bởi vì nổi là loại cây dễ trồng. Ở Đài Loan thì chất lượng nó không phải là ngon hàng đầu, kinh tế cao hàng đầu, mặc dù không phải là ngon nhất. Những loại khác như loại nước ngoài thì ngon hơn ở Đài Loan, nhưng mà loại nước ngoài thì nó khó trồng, ít trái hơn, nó phải ruột đỏ thì giá bán cao hơn ở Đài Loan, nhưng mà nó khó chăm sóc hơn và nó bị nhiều sâu bệnh hơn. Cây giống tại Thế Giới Cây Giống ở đây là cây chiết, cao khoảng 45 đến 50 cm. Và giá nó dao động từ khoảng 15 cho đến 18 ngàn một cây. Và bán có ship hàng. Nếu như các bạn có nhu cầu mua thì liên hệ qua số điện thoại 0906 194819. Và ở chỗ chúng tôi thì còn có nhiều loại khác như loại nữ hoàng, loại bụt đỏ thì cũng có bán, chứ không chỉ riêng ở Đài Loan này. Nhưng mà cây giống ta nhìn ở đây thì chỉ là cây giống ở Đài Loan, hoặc là cây chiết.